đảo Nam Du nữa các bạn ơi. Thời chưa có thời xe, giờ đang đi đi quay phim dọc nữa hả, tính tiếp. Mới lên tàu có người hỏi dịch vụ thuê xe. Tàu cao tốc chở mình đi theo hòn ngang và hòn lớn nha các bạn. Này nó giống giống như hòn của Cú Tròn, phía bên Cú Tròn. Giờ đi lên cầu nữa các bạn. Giờ mình đi lên cầu. Ở đâu chứ bây giờ đi lại đi, lại nó luôn đi, sắp bên nhà nghỉ nằm chỗ nào. Đang đi điện chỗ cái nhà nghỉ quen đi. Rồi xong rồi kiếm chỗ xe đi chơi. Nam Du. Phí ra. Đó cho mấy anh có nhà nghỉ rồi cho bên em có phòng nghỉ nè. Hai ba loại giá. 7-8 con ký là nhiêu ký? Mùi quá chị, có ghẹ nè. Quá chị ghẹ dưới nè. Này là mấy cái lồng ghẹ nữa các bạn. Quá trời, nó bán ghẹ nè. Cái ghẹ mặt trăng không nè. Dưới cầu cảng rẻ mặt trăng bán 180k một ký bạn ơi. Giờ mới lên là chưa có biết chỗ nào nữa, chưa có chỗ ở rồi giờ mình. Vẹo trái đúng không? Tươi sống luôn các bạn ơi, quá trời hải sản tươi sống luôn rồi. Tôm hùm rồi tôm tích ghẹ. Ở dưới tàu lên là mình lên mình gặp được là cái chợ hải sản luôn các bạn. Ô một cột sống luôn kìa. Một cột sống luôn. Một cột sống luôn nè. Nó già luôn. Nó tuột luôn. Một cột sống. Mực nang sống luôn kìa. Đây là mực nang nè các bạn, bên Phú Quốc cũng có nè. Nhưng mà này tự động sống luôn. Chả chiên. Cái này chả chiên các bạn ơi. Chả chiên miên miếng. Rồi sao lại gặp cố nhân chưa? Tới tới đây gặp cố nhân hả? Ủa nhà nghỉ đâu cái này, cái phòng cái mặt bằng của người ta mà không? À, quán ăn mà.
đưa lên đó vậy. Đây đâu rồi. Ốc mình đang có mặt ở chợ nhỏ ở Nam Du nha các bạn. Giờ đây đây các ngư phủ lên căng nè. Anh bán ốc chay à, mấy anh em ngư phủ mới lên nè, căng ốc này ốc chay nữa các bạn. Ghẹ nè. Ghẹ này nghe mấy con tí cho con tí hả? Giá nhiều chứ? Dạ, 5-6 con ký ha, giá 250 nha các bạn. Cũng được chứ, 5-6 con ký giá 250 chục ca nha các bạn. Ô, cái này nhỏ, cái này 7-8 rồi. Nó giống như cái đá vậy không? Nó cái mặt quỷ á. Nó không nói, nó thỏ gì thôi. Con trò này con bự quá đây. Ôi, con trò bự quá ơi. Đó là kêu hai còi á. Hai còi. Như hai còi. Giống như con nghêu rồi nè. Nó tên tên nghêu hai còi. Cho muốn nè. Cái này lóc gai nha bạn ơi. Đừng có la làng nha. Này lóc đem cục xe xịt xài cho con đó. Nó gai không nè, mình mẩy nó vô gai không nè, nên tên là ốc gai nè. Mình đi ra ngoài chỗ cái cầu cảng nè các bạn. Chỗ cái chợ, chợ mình mới review cho các bạn coi hải sản á. Bây giờ cái chỗ cầu này là cái cầu cảng thứ hai nè, nó có hai cái cầu cảng song song nha các bạn. Bên kia là cầu cảng của tàu khách đó các bạn. Đó bên đó là tàu khách đó các bạn. Ở đây là bến tàu, này là bến tàu chắc chơi du lịch các bạn ơi. Có mấy chiếc tàu câu cá đó. Rồi, các bạn thấy không? Ông anh kêu quay chỉ quay cái vòng vòng. Không mà quay cũng còn cảnh không thiếu cảnh nào đâu các bạn, hãy coi cái mình review Nam Du cho các bạn coi. Các bạn nào đi du lịch tới gần xa coi cái clip mình ủng hộ nha. Mình review những cái chỗ mà ta buôn bán này kia hải sản nữa các bạn. Mình đang ở đây là mình đang đứng ở chỗ cuối cái đầu cầu cảng nha các bạn. Giờ nè. Ở đây là khu vực này là một quần thể đảo Nam Du nha các bạn. Nó gồm nhiều các hòn nha các bạn. Chung một số hòn mình nhớ tên thôi, số hòn mình nhớ không hết. Hòn Máu, hòn Ngang, hòn Tre, hòn Dâm tập lum hết các bạn ơi. Nói chung là nhiều hòn lắm. Ở đây thì nó lưng gì đửa núi. Mặt hướng biển. Nó cũng tựa tựa bên Hòn Sơn á các bạn. Đặc biệt ở đây là có nè.
có tàu đi câu cá lặn san hô nè các bạn, giống như đảo Phú Quốc các bạn. Sau lưng mình có một đoàn khách du lịch đó các bạn nè, quá trời khách du lịch người ta đi ra đây, người ta mướn mấy anh xe ôm trên đảo chở đi tham quan các điểm nha các bạn. Cái khu vực này giờ làm bờ kè xong thấy đẹp không các bạn ơi, nhưng cũng có phân lô rồi có nền hết trơn các bạn. Cái này chắc cái công ty nào phát triển hạ tầng đây nè các bạn, thấy không, đường xá nè, bờ kè nè. Đường xá bờ kè đâu có đầy chỉnh trang nha các bạn. Ôi, chào các bạn. Nay mình có mặt ở chỗ quán của ông anh các bạn. Em đây đang mình đang ăn cơm. Có đặc biệt là hải sản của đảo nè các bạn. Có cái hòn nữa chứ. Đây nè. Đây mà view nè, lên các bạn lên đây ăn ghẹ siêu to khổng lồ nha. Mình ghẹ mặt trăng các bạn. Ghẹ này em chăn nè, ghẹ này tầm khoảng 3-4 con 1 ký, giá cũng mềm lắm bạn ơi, người mà ăn ngon lắm nè, càng ghẹ siêu to khổng lồ luôn nè. Bây giờ siêu to khổng lồ nữa không, hôm nay ghẹ mặt trăng nha các bạn, giá 100 hiện tại là theo mùa vụ. Giờ là mình đang ăn là giá của mua tại chợ là 190k/ký. Đây là cái quán của ông anh này nha, tên là Sáu Có, anh Sáu à, anh Sáu Có này nha. Mà vô văn đảo với văn hòn đụng nhau là hai người ở trên hòn đảo. Ở đây có một cái món món ngon nữa nè các bạn, chả cá nè các bạn, chả cá nguyên chất nha, chả này không có pha đâu nè, chả nguyên chất nha, ăn nó ngọt mà nó dai nữa các bạn. Thịt nè, chúng ta thịt không à, nó ngọt mà nó ngọt nữa các bạn, ngọt lắm á. Hôm nay bây giờ mình đi review cho các bạn cái khu vực xung quanh đảo Nam Du nha các bạn. Giờ mình đang lên trên đang đi trên dốc núi nè các bạn ơi. Nghe chạy lớn không nổi luôn, cao quá chịu không nổi à. Rồi giờ bê tông giờ hết trơn rồi. Giờ mình đi vô ta coi nè. Vậy không phanh nhanh vượt ẩu. Ê trường mầm non nè. Ô mình đang trên đỉnh núi nữa không? Ồ ở đây nhỏ đẹp quá trời, đây đứng đây phim chú ơi, các hòn nè. Này giống bên kia Kiên Hải vậy nè. Ở đây là vách núi nha các bạn. Đang ở trên cái đèo. Ô đẹp kìa, dưới kia kìa. Dưới đây đang xây khách sạn nha các bạn ơi. Giờ mình đang ở trên đồi núi nha các bạn. Ồ đẹp quá các bạn. Ở dưới đó đang xây cái khách sạn đó các bạn. Ở đây là hòn nó thuộc về Kiên Hải nha các bạn, Nam Du.
Hôm nay mình đang ở bữa nay là 16 Tết âm lịch nha các bạn. À, thấy ông chồng thấy không? Bê tông nhờ nhựa bê tông hóa chân là giống như bên Hòn Sơn đó các bạn. Dừng núi Quan Sơn không cũng có được bê tông cũng được. Đây có khu trụ sở ấp Tẩy Ngự nè, đây cũng có nhà hàng nữa không, nhà hàng Nhân Tanh rồi. Bây giờ nhà hàng Nhân Tanh rồi các bạn ơi, tại vì trong tình hình giờ đang bị corona nên là trên cái view rồi các bạn thấy không? Ở đây là mặt nước biển. Ở đây cũng đang quá trình đang xây dựng các bạn. Ôi đẹp quá trời đẹp luôn kìa. Ở đó mình cái bờ giật luôn, đẹp quá trời đẹp luôn rồi, cảnh đẹp quá. Wow, quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Đây nè, quay cho quan trọng cho các bạn coi nè. Ở dưới đây là cái vực nha các bạn, thấy không? Đá luôn mà, nền đá nhiều quá nè. Gió thổi lồng lộng luôn á, gió thổi lồng lộng luôn, các bạn có nghe có rõ không á? Chứ chắc sao mình không có biết ngoài nghe không rõ. Chỗ ong nha các bạn, để mình vô mình thắp cây nhang cái. Nhìn vô chỗ với ong năm hai chỗ cái khu vực này nha ông. Đây là chỗ ông Nam Hải nha các bạn. Ở trên đó là bộ cốt. Quay lại cho các bạn coi nè. Các bạn thấy rõ không? Đó là bộ đây là bộ cốt nè các ông ơi. Đây là chót đuôi nha các bạn. Để mình lột qua đây. Đây cái chung có cái đường của bụng đó, các bạn. Tôi sẽ được cái 1 miếng gạch, 2 miếng, 3 miếng. 3 miếng là 1m6 x 18. Cũng gần 2m nha các bạn.
tầm 2 mét á. Rồi mình review tới đây còn nhiều chỗ lắm. Nè các bạn coi các bạn nè, Nam Hải Đại Vương Chi Thần. Nến trong cái một cố phòng cũng lớn các bạn, dài khoảng 10 mét á, chín mấy 10 mét á, mình ném đây đó, và bề ngang cũng khoảng 2 mét á. Rồi mình đi lên quay cho các bạn coi. Giờ mình đi lên xe mình đi tiếp. Đây mình thuê hai chiếc mô tô này nha các bạn. Nè hồi nãy mình quay ngược, bây giờ mình quay thế nè. Dinh Nam Hải Ngư Thần, ấp Bãi Ngư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Con nhỏ thế nào? Em cái sao đó, khu vực này là khu xử lý rác nha các bạn. Bãi cây nến nha các bạn ơi. Các bạn thấy bãi cây nến đẹp không các bạn? Có một vừa vừa luôn các bạn. À, bãi cây nến xa xa đó kìa. Có bãi cát trắng đó các bạn. Nói chung trên đảo này chỉ có được làm như một hai bãi cát có cát các bạn ơi. Còn như là bãi đá không à. Là bãi cây nến. Đây nè. Nhìn quay xuống các bạn coi nè, cái chỗ mình đang đứng nè, đây là cái bờ vực nha các bạn. Độ cao cái này cũng cao à. Khoảng cái 100 mét nha các bạn. Hướng này hướng gì mình chẳng biết nữa, mình phải có cái coi la bàn mới biết. Bãi bên đây sạch hơn chắc cái hướng nam nè. Sống cũng lâu năm rồi nè, vừa vừa này cũng có cây cũng mấy chục năm á. Đây là đường xuống bãi cây nến nè các bạn, đây là đường bãi rồi. Nói trước mình là bãi nha các bạn, mình xuống bãi rồi cho các bạn coi. Nến nè các bạn ơi. Giờ mình đi quay một vòng cho các bạn coi.
Bãi này nói chung là bãi cát mà bãi lầy các bạn, nói chung đẹp lắm ạ. Thấy là thấy đẹp vậy đó. Bãi lầy này nói chung thích hợp cho nhà có các em nhỏ để đi tắm ra ngoài nha các bạn. Nước này nước quá trong luôn các bạn, đúng không? Nước trong quá trời trong luôn nè. Ở trong nó có mấy cái lều kìa. Mà sau lưng mình có mấy cái lều khách du lịch lại ăn uống nghỉ dưỡng đó các bạn. Bãi này sạch và đẹp đó các bạn, nước trong mà sạch nữa. Cát trắng. Ở trong đó có tắm nước ngọt 10k nha các bạn. Tắm biển lên tắm nước ngọt 10k. Chào ơi. Đẹp ha, bãi đẹp ha. Trắng mà cát trắng mà lại nước trong nữa, bãi lầy nữa. Mấy đứa bé trên đây mấy đứa bé đi tắm biển an toàn. Hôm nay được có khoảng vài đoàn khách rồi các bạn ơi. Cái này cái vịnh nè. Cái này đúng ra là gọi cái vịnh á. Giờ mình đi lên. Rồi khỏi bãi cái nến nha các bạn. Giờ mình đi chạy vòng đi chỗ nào đẹp hơn các bạn coi. Bên đây là cũng là cái lưu vực này các bạn ơi. Không, các bạn có lấy được cái lưu vực không? Cái cao từ đó lên đây chúng ta 100m đó. Đó là cái mũi nha. Cái mũi giống như cái mũi của cái đầu của con khủng long quá. Đang nằm. Đây là một quần thể hòn giống như là vịnh Hạ Long thu nhỏ các bạn. Quá trời hòn luôn nè. Cái này vịnh Hạ Long của phương Nam nha các bạn. Tàu ghe kìa. Nếu mà tính được cái khu lưu vực này mà xuống tới dưới đó cũng hơi coi tảng đá đó kìa, đẹp luôn rồi cánh. Không biết được mình đẹp luôn cánh. Kìa nó chèm ra giống cái tay chậm ra khỏi đâu giống các bạn. Bây giờ làm thả giống rồi. Bên
Nội Sơn á là thả giống cái một là khoảng là 6 mấy 7 giờ á. Hôm nay chỗ này bữa mình hôm nay coi trên mạng nè. Đây chỗ quán hải sản. Ở dưới đó giờ có chỗ tham quan là 10k một người nha các bạn. Chỗ này nó bán nè. Hải sản nè. Sống một cột bự quá kìa. Chỗ này làm như chỗ này khách vé vô được nhiều quá vậy. Vô đây uống nghe uống nước. Tham quan 10k người hay gì á. Đường xuống hả? Ôi, quá trời đẹp luôn đi. View view núi hướng biển. Điểm check in nè. Ở đây có điểm check in nè. Giờ mình vô mình ghé mình uống cà phê. Nước đi mà. Ồ, lý tưởng quá. Qua ngồi gà lựa mới ngồi menu à. Chưa bay vô là ngồi nhấc cái lưng à. Bây giờ thấy vô kia ngồi kiếm chỗ ngồi sẵn này thấy không? Xuống quá trời mà đi du lịch mà ngồi ghế thứ dữ luôn rồi. Cà phê tâm sáng. Bánh mì bò bít tết phục vụ ăn uống, hải sản. Cái khu vực này nhà hàng, cà phê. Mới cái ga chỗ nhà hàng của Umi Sô nha các bạn. Giờ mình đi tiếp quay cái khu vực chợ dọc các bạn thôi. Giờ mình đi hơn nữa cái đoạn đường của đảo Nam Du các bạn ơi. Khoảng 40 số nữa mình trở lại vị trí cái chợ cầu cảng cái địa hình nó thì nó hòn đảo nên nó làm đường nó là xung quanh đảo nhưng mà bên núi thì một bên biển ở đâu cũng cảnh đẹp hết trơn, ở đâu cũng là view núi hướng biển hết trơn.
mấy cái hồ bên kia có ghe đi câu mực ngắn lặn ra lặn ngắm sẽ hôn nữa nha các bạn. Đó chứ là mấy cái hồ ở đó mình phải uống ghe mới đi. Ở đây nói chung cái mùi gác cũng còn hơi nồng nặc ha. Homestay nữa các bạn. Rồi đây nè. Có số điện thoại các bạn. Xuống mình review cái homestay cho các bạn coi cái wow, đẹp quá ta. Ở mướn chỗ con gì ở homestay này hướng biển nè. Ở mình hướng cho các bạn coi. Wow, đẹp quá ta. Cái khu homestay này có các bạn nào gia đình đó mướn ở đây cũng thoải mái nha các bạn. Phòng nào cũng hướng biển hết trơn nè. Wow. Có em nhỏ xích đu luôn. Hành lang cầu vòng. Đây khu vực homestay nè các bạn. Ôi quá trời đẹp luôn nè. Thấy không? Bên kia nữa kìa, tay kìa, như một chảy hơn bung lên bung lên nữa bạn. Bãi này là bãi đá nha các bạn, bãi này chắc được đá rồi. Đá này. Bãi đá không à, ở trên sau lưng mình là núi nha các bạn. Có chỗ ngồi xích đu luôn, có em bé anh bé lớn tuổi luôn. Thế mà độ 7 thước cầu vòng luôn các bạn thấy không, cái bậc thang nè đó, đủ màu hết trơn đẹp không. Các em nhỏ rất thích chơi đây, đủ màu hết trơn mà, mỗi bung là mỗi màu. Cái khu dơ đó cái kiểu địa trung hải. Giờ thôi mình đi lên nha. Giờ mình đi quay được ngoại cảnh cho các bạn coi, chứ phòng mình không có chưa phòng ở đây. Mình đi lên cho các bạn coi chứ không. Cái trong bung nào cũng mặt hướng biển á các bạn. Thấy cái thùng không? Đẹp quá. Này là đủ màu sắc luôn. Đây gọi là cầu vòng là đúng rồi nè. Wow. Đây là khu bán nhà hàng các bạn. Hỏi nha, có bạn nào có liên lạc ở Bungalo lại có bấm vô số điện thoại này nha. Đây là cái khu vực này. Chỗ đây toàn là đẹp không các bạn. Quay chút xíu đi. Khu vực này nhà đông đó cũng đông dân đó các bạn. Ở đây cũng có mi chắc một cái xóm làng chài hồi xưa
các bạn, đây hai cái nhà nghỉ nè, nhà nghỉ bình dân nè. Cái khu vực này là cao nhất gần cái trung tâm nữa các bạn. Giờ cái nãy mình lúc đầu mình ở dưới cái đồi ở dưới đó, cái dự án đó kìa. Giờ nó xuống kìa. Đó các bạn, tàu có tấp phía đông không? Đây là khu vực cao nhất là luôn của trung tâm. Rồi. Nói chung là một nãy giờ là một vòng của hết một vòng của đảo rồi các bạn. Bây giờ mình đi kiếm cái khác, mình đi review cho các bạn coi. Đảo rồi. Còn ghi chạy chết mà luôn. Đảo đi vòng này chứ khoảng đi giờ cũng 2 tiếng hồ vậy. Rồi đi giờ review luôn đó mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 khoảng 8-9 chiếc tàu câu. Bây giờ đi được có mấy chiếc xe nè, đảo được mấy chiếc xe này nè các bạn ơi. Đó, được chiếc 16 chỗ nè, rồi 90 mấy nè. Xóm mình mới đi nè, giờ đi ra về gần tới chỗ trở lại cái nơi xuất phát này. Xong rồi tới chỗ luôn rồi các bạn ơi.